ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan Bình Phước triệt phá đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, các lực lượng chức năng đã phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 13 thuộc địa bàn phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, phát hiện xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 93A17244 trong lúc đang di chuyển hướng Bình Long về thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Khám xét trong xe ô tô và 3 can nhựa mà đối tượng vận chuyển, cơ quan công an phát hiện nhiều gói hàng khác nhau có tổng trọng lượng hơn 31kg, chính là ma túy tổng hợp gồm loại dạng đá và heroin. Tiếp đó, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn thị xã Bình Long có liên quan đến các đối tượng vận chuyển trái phép số ma túy thì cũng đã thu thêm 2 khẩu súng quân dụng, 5 viên đạn cao su cùng hơn 1kg ma túy đá. Theo đó, tổng số ma túy mà cơ quan chức năng phát hiện thu giữ là hơn 32kg ma túy các loại, trong đó gồm 16kg ma túy đá, 10kg ketamine, 20 bánh heroin, 2 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cao su và nhiều tài liệu liên quan khác.